xin. Các bạn thấy chỗ đó tế bào này nó có hình gì đấy các bạn? Có hình gì? Nó gọi là cấu trúc hình đa diện, đúng không? Các bạn thấy nó không giống như các cái thầy cô vẽ này. Có giống hình đa diện không? Rất giống. Như vậy là nằm sâu vào trong tổ chức mô liên kết, thấy có rất nhiều đám tế bào ung thư được tạo thành từng mảng từng đám, có thể nhỏ tròn như này, có thể là rất là to như này, đúng không ạ? Với mật độ tế bào như nào các bạn? Mật độ tế bào dày đặc và các cái mảng tế bào ung thư này nó có sắp xếp theo một cái trình tự nào các bạn? Đấy, có cái thì nhỏ dài như này, có cái là tròn, có cái thì nằm ngang, cái nằm dọc, đúng không ạ? Như vậy là vùi sâu trong tổ chức mô liên kết có rất nhiều tế bào ung thư chúng tạo thành từng mảng từng đám to nhỏ không đều và sắp xếp lộn xộn. Bình thường các bạn thấy lẽ ra những cái tế bào gai này, tế bào ung thư này nó phải nằm ở đâu ạ? Lẽ ra tế bào gai này nó nằm ở đâu, vị trí của nó nằm ở đâu? Nằm trên cái cột và lớp thượng bì. Bây giờ vùi sâu vào trong trung bì lại có nhiều tế bào gai như này, chứng tỏ là cái màng đáy bụng sao ạ? Nó có hoàn toàn. Và cái vị trí đứng của tế bào này có đúng không ạ? Không đúng. Như vậy là về cấu trúc tổ chức thì sao ạ? Đảo lộn hoàn toàn, đúng không ạ? Như vậy cấu trúc tổ chức thì đảo lộn hoàn toàn. Thứ hai là về hình thái tế bào và nhân, các bạn thấy tế bào quá sản với mật độ cao đấy các bạn, mật độ tế bào dày đặc, đúng không ạ? Tế bào và nhân thì các bạn thấy là có những cái to đều đặn, có những cái thì là nhỏ, đúng không ạ? Tế bào và nhân thì cũng rất là đa dạng, và chúng ta thấy là những cái mà to kiềm đặc như thế này thì được gọi là gì ạ? Nhân quái, đúng không ạ? Chúng ta cứ tìm đến những cái nào mà kiềm đặc, còn những cái như thế này được gọi là gì ạ? Đấy, các bạn cứ tìm đến những cái nào mà thật là to và dù gì như thế này là gì ạ? Nhân quái, và như thế này thì được gọi là nhân chia. Và đặc biệt các bạn thấy có những đám tế bào có hình đa diện, nó đứng quay quanh lấy, nó quay quanh lấy cái đám màu hồng giống củ hạnh nhân thang. Chúng ta thấy này, có rất là nhiều tế bào hình đa diện, đúng không ạ? Quay quanh lấy cái đám màu hồng giống củ hạnh nhân thang, mà các bạn hình dung lên nó có giống cái hình cái bông hoa hồng không? Người ta gọi tên là gì? Là gì các bạn? Cầu sừng, cầu có nghĩa là tròn. Tròn. Wow, thế thì nhiệm vụ chúng ta phải giải thích được tại sao cái đám cầu sừng này và nêu ý nghĩa của cầu sừng. Tại sao các bạn? Tại sao cầu sừng là sừng? Và tế bào gai nó sao? Đứng quay cùng. Thứ nhất là nó phải sao ạ? Giống nhau vậy. Nó phải quá sản ác tính, phá vỡ hoàn toàn màng đáy, đúng không? Để làm sao các bạn? Xâm nhập xuống trung bì, vùi sâu vào trong tổ chức mô liên kết. Lẽ ra nó phải sắp xếp theo trình tự từ non đến già dần và nó thoát ra ngoài, đúng không ạ? Bây giờ thì nó lại không được thoát ra ngoài mà nó lại vùi sâu vào tổ chức trung bì và việc hóa cao đến cái giai đoạn sừng tạo ra các lá sừng màu hồng đứng quay lại hình tròn, thì người ta gọi đây là cầu sừng. Cầu có nghĩa là tròn. Như vậy là bản chất của cái cầu sừng này là gì các bạn? Bản chất là gì? Bản chất là các cái lá sừng màu hồng nó đứng quây lại với nhau, đứng quây tròn lại với nhau, người ta gọi đây là cầu sừng. Và khi có cầu sừng thì ung thư chúng ta ung thư sinh sản chậm, có độ biến hóa cao và tỷ lệ tốt. Như vậy đó là ý nghĩa của cầu sừng. Các bạn mà khi có thầy cô và nêu tôi cái ý nghĩa của cầu sừng, các bạn lưu ý đọc thuộc ở trong hai cái dòng cuối của tài liệu ấy. Khi có cầu sừng ung thư sinh sản chậm, có độ biến hóa cao và tỷ lệ tốt, đó là các cầu sừng. Thế thì ung thư biểu mô dạng thực bì là cái ung thư biểu mô ác tính, nó gọi là cái tế bào và cấu trúc giống cầu sừng thực bì và thường xuyên là biểu mô đa tầng. Thế thì yêu cầu trên cái cơ bản này, các bạn phải mô tả được cái hình thành ung thư biểu mô dạng thực bì. Thứ nhất là làm đảo lộn về mặt gì ạ? Cấu trúc tổ chức. Thứ hai là ác tính về hình thái tế bào và nhân.
mà các bạn chỉ ra những cái đá mò giống củ hành nước cam đó là gì ạ? Cầu sừng. Nêu vị trí của cầu sừng và giải thích thế nào là cầu sừng. Các bạn quan sát ở trên thị trường thì chúng ta thấy cái này là gì ạ? Là cả một cái quả sáng này là gì các bạn? Thank you.